Thưa sư, con có nghe một vị giảng sư nói rằng Đức Thế Tôn không hề thực hành bát chánh đạo và phàm phu không cần quan tâm đến việc áp dụng hay sống với bát chánh đạo, hãy chỉ khám phá nó. Liệu hai câu này có đúng không ạ? Mong sư giải đáp. Thưa quý vị, nếu như nếu như mà nói là Bồ Tát không thực hành bát chánh đạo, thì mình chỉ có thể nói là khi mà Ngài chưa thành Phật thì cái con đường bát chánh đạo đó Ngài chưa có cụ thể hóa, thì cái đó đúng. Chứ còn mình nói Ngài không thực hành theo bát chánh đạo thì mình coi chừng. Nói chung ra đó, cái kiểu mà dạy giảng pháp hoằng pháp có rất là nhiều những cách trình bày. Ai muốn màu mè thì cứ màu mè, ai muốn bày đặt ra trò này trò kia thì cứ bày đặt ra trò này trò kia, ai muốn làm thầy làm tổ sư ra một cái dòng thiền mới, một cái dòng tu mới thì cứ làm thầy làm tổ sư một ra một dòng thiền mới, một dòng tu mới. Ai muốn làm gì cứ làm cái đó đi, sư chỉ làm theo lời dạy của Thế Tôn. Sắp tới sư chuẩn bị mở khóa thiền. Hồi xưa sư cũng hồi trước sư từng mở khóa thiền cho Phước Sơn. Sư nói một chuyện, sư chỉ dạy theo những gì trong kinh Tạng dạy, đơn giản như vậy, không có theo ông này bà kia. Và khi kết thúc khóa thiền, những cái vị thực hành phản hồi rất là tích cực, cảm thấy được rất là nhiều những sự lợi lạc. Trên đường về sư suy tư, ủa tại sao chỉ riêng cái việc thực hành đúng thôi á, nó đã đem đúng theo y như trong kinh Tạng, nó đã đem lại nhiều sự lợi lạc như vậy, thì mắc mớ gì mà ông chế ra cái này, ông chế ra cái kia. Ông giảng theo Phật thì ông không thích, ông thích giảng cho nó mới lạ, nó phải có cái gì đó, nó sóc hông một tí xíu, sóc ốc một tí xíu, để cho người ta biết là mình có một cái mạc riêng ấy. Để chi vậy? Ông muốn ra làm tổ sư thì cứ đi ra làm tổ sư. Anh muốn làm một cái người nổi tiếng mà dựa theo Sikandar thì anh cứ theo cái cách của anh. Nói chung là ai muốn làm cái gì đó thì làm. Sư thì sư chỉ chủ trương theo dạy theo đúng gì Đức Phật dạy ha. Còn ai muốn màu mè sao thì tùy họ. Vậy thôi. Thì không biết là Đức Tuệ Tương có chia sẻ gì về vấn đề này. Thưa quý vị, dạ kính thưa Đại Đức. Ở đây thì nói là một vị giảng sư nói rằng Đức Thế Tôn không hề thực hành bát chánh đạo. Câu này nếu mà đối chiếu với Tam Tạng kinh điển Pali thì là sai hoàn toàn thôi. Sai hoàn toàn thế nào? Bây giờ sư phân tích hai khía cạnh cho quý vị luôn nha. Ở đây nói Đức Thế Tôn, theo cái vế này sư hiểu qua cái người này nói có vẻ là có cái ý phân ngã phá chấp á. Tại vì ở đây là nói Đức Thế Tôn có nghĩa là một vị Phật rồi, một vị đã giác ngộ rồi, nghĩa là ý nói là giác ngộ rồi đó, giác ngộ rồi cho nên không có thực hành bát chánh đạo. Theo suy nghĩ là nói kiểu phá ngã phá chấp á, cái kiểu của đó. Mà cái cạnh đó sư sẽ phân tích sau. Bây giờ sư phân tích cái cạnh trước. Trong tinh thần kinh đó, cái con đường độc nhất mà trong kinh điển xưa đã nói, đó chính là độc nhất mà để đưa đến giác ngộ, để vị chỉ có thực hành giới định tuệ thôi. Cho nên là Bồ Tát còn giác và các vị đệ tử của Ngài, vị thánh tăng Ngài muốn giác ngộ và đạt được giác ngộ
thì bắt buộc phải thành giới định toàn, giới định tại để đại diện cho cái chính đạo đó là đạo đế. Cái điều này không phủ nhận. Bây giờ là chưa đang nói trong cái cảnh mà gọi là Bồ Tát. Rồi ở đây xin nói chuyện cảnh có thể người này nói là Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã là Phật rồi, đạo rồi, không thực hành bắt chánh đạo. Cái này sai thưa vị, sai là sai thế nào? Thưa vị, trong bài kinh Xí Lão Hoàn Tá, tức là bài kinh giới hạnh đó, thì có một câu hỏi, hỏi là vậy sau khi mình đắc á, cái ngày mà đắc được quả La Hán rồi, cái ngày có hành thiền không, cái ngày có phải thực hành hành tiếp hành thiền không, hay là đại di và A La Hán nói là phận sự xong rồi. Thì cho bài kinh đó, Đức Thế Tôn mới trả lời là vẫn vẫn có nghĩa là mình phải vẫn thực hành tiếp. Và có một điểm quan trọng nữa vị phải biết này nè, là trong vị diệu pháp á, là tâm của vị A La Hán tức là tâm duy tác thưa vị, là vẫn bao gồm những yếu tố tâm sở như là tín niệm tầm quý của vô sân hành xả. Thì quý vị ngày xưa thử nghĩ đi, nếu mà yếu tố tâm đó có thì làm sao mà gọi là không, thí dụ không có chánh niệm, không có chánh tư duy, làm sao không có được mà nói là không, nói là khi mà giác ngộ mà không có cần thực hành bát chánh đạo. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì đúng thưa vị, nếu mà nói như vậy đúng nè, nếu nói đúng là như vậy nè, nói là khi thời điểm mà sát na đạo, tâm đạo khởi lên đó, thì thời điểm đó đó là tám chi phần của bát chánh đạo này xuất hiện cùng một lúc, giống như là tám, đây là tám vị tướng tấn công vào tám cửa thành đó, phá tan mạng minh đó. Nó thì chấp nhận được. Còn khi mà nói là Đức Thế Tôn, mặc dù nói ở đây có thể là diễn giải nó, Đức Thế Tôn thành đạo rồi, ngài không có cần thực hành nữa, thèm mấy đạo nữa, thì giống như là thôi xong hết trơn, bị La Hán là không 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 cần hành thiền, không cần làm những cái phận sự gì nữa chứ, không không cần nói gì chứ. Thì cái đó là đi ngược lại cái bài kinh bài kinh giới hạnh thưa vị, cái Xí Lão Hoàn Tá. Nên những cái quan điểm mà như vậy nè, những điểm mà kiểu thì nói là phá ngã phá chấp này nè, cần phải xem xét lại, rất là nguy hiểm. Còn cái vế sau nói là phàm phu không cần quan tâm đến áp dụng việc bác không bác đạo nữa. Thì cái vế sau này nè, là sư đã nói trả lời cho cái câu trả lời trước. Nếu mà không thực hành bát chánh đạo, bát chánh đạo đại diện cho đạo đế, là con đường đưa đến giác ngộ. Không thực hành thì làm gì mà không thực hành theo bát chánh đạo thì làm gì mà đưa đến giác ngộ thôi. Nếu mà hai người nào nghe thì nói thẳng là người nào mà nói cái hai câu này nè, có thể họ diễn giải theo kiểu họ mà phá ngã phá chấp do nó hay ho, cho nó phù hợp theo cái quan điểm của họ, và một số người tin theo, thì cái này nó gần như gọi là cái tội mà gọi là phỉ báng Thế Tôn. Những gì Như Lai không nói công thuyết mà nói Như Lai, nói Như Lai thuyết, nó phỉ báng Như Lai, cái tội rất là nặng. Thưa mình, và cũng xin kết thúc phần giải là câu hỏi này. Sở dĩ mà hồi nãy sư chưa có lôi kinh ra là bởi vì nó còn có câu hỏi thứ hai đây.